Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì anh Tùng đến khu vực của huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh để cưa một cái cây dừa rất là lạ. Cây dừa này thì nó đã chết, cái phần đọt và phần lá nó đã rụng hết rồi mọi người, và nó đã chết, cũng chết khô một phần rồi. Trời giờ này là hơi tối rồi nha mọi người, cho nên ánh sáng không có được tốt cho lắm. Cây dừa này thì tuy là chỉ còn cái đoạn thân thôi, nhưng mà cũng rất là cao, tầm khoảng 15 mét nha mọi người. Do là phía dưới là có cái nền sân, cho nên là cái gạch này cũng tương đối là dễ vỡ, cho nên là mình nghĩ anh Tùng anh sẽ hạ về phía bên kia, có thể là hạ từng đoạn. Ê. Thì mình đã thấy anh buộc dây, chưa biết là anh sẽ hạ cái dừa này như thế nào, có thể là hạ từng đoạn dài, tại vì cây dừa này khá là cao cho nên không có hạ nguyên, mình nghĩ là không có hạ nguyên cây được. Phía bên đây là những cây này còn phải chừa lại nha mọi người. Mình thấy anh đã kéo máy cưa lên thì mình nghĩ là anh sẽ cưa từng đoạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.